Thưa quý vị, thế giới đã bước vào năm 2022 với rất nhiều sự kỳ vọng, trong đó nổi bật đó là mong muốn dịch bệnh COVID-19 dần được khống chế. Theo nhận định của giới y khoa thì dịch COVID-19 sẽ chuyển từ trạng thái đại dịch sang bệnh đặc hữu. Những biến chủng của virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại, nhưng người mắc chỉ ở thể nhẹ, hệ thống y tế cũng chủ động hơn trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Năm 2022 được dự báo sẽ chứng kiến nhịp sống xã hội có nhiều sự thay đổi hậu đại dịch. Cụ thể những sự thay đổi này là gì? Đây sẽ là nội dung của Tiêu điểm quốc tế ngày hôm nay. Vâng, năm 2022, hình thức làm việc hybrid kết hợp với hình thức làm việc trực tiếp và trực tuyến được dự báo là một xu hướng nổi trội trong xã hội. Thống kê của trang khảo sát Statista cho thấy là 60% người lao động được hỏi cho rằng họ có thể cân bằng công việc, cuộc sống tốt hơn từ khi bắt đầu làm việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. 55% cho biết là năng suất làm việc của họ ổn định khi làm việc theo kiểu này. Riêng tại Mỹ thì hơn 60% nhân viên từ 22 đến 65 tuổi cho rằng có thể sẽ xin nghỉ nếu như không được tiếp tục làm việc kiểu này. Những con số trên cho thấy là xu hướng làm việc hybrid vẫn sẽ được ưa chuộng trong năm 2022. Đi làm, đưa con đi học, cuối tuần đi chơi, nghe nhạc, xem phim. Tất cả các hoạt động chỉ cách nhà có 15 phút đi bộ hoặc là đi xe đạp. Đây chính là mô hình thành phố 15 phút được thị trưởng của nước Pháp, thị trưởng của Paris nước Pháp, bà Anne Hidalgo đã đề xuất để làm chiến lược phát triển thành phố. Bà rất là mong muốn rằng người dân có thể thỏa mãn mọi nhu cầu trong phạm vi 15 phút di chuyển. Đây được dự báo sẽ tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống tại những thành phố phát triển trong năm 2022. Thưa quý vị, giảm thời gian đi làm hay là con người sẽ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống yên bình hơn. Sáng kiến này nhận được rất là nhiều sự hưởng ứng không chỉ tại nước Pháp đâu mà tại Hàn Quốc nữa. Một nhóm kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị đang lên kế hoạch xây dựng một dự án tham vọng có tên là Thành phố 10 phút ở thủ đô Seoul. Dự án có tên H1 bao gồm 8 tòa chung cư kết hợp văn phòng. Nhóm xây dựng sẽ biến đổi khu công nghiệp cũ thành thành phố mini thông minh nối liền nhau. Dự án rộng hơn 50 hectare cũng bao gồm công viên giải trí, trung tâm thể thao và trang trại gói gọn trong khuôn viên. Đây sẽ là thành phố thu nhỏ, không xe hơi. Tất cả tiện nghi của thành phố chỉ cách nhà ở của cư dân khoảng 10 phút đi bộ. Kênh truyền hình CNN dẫn thông tin cho biết dự án đã được cấp phép xây dựng. Một loạt bản phối cảnh hé lộ hình dáng của khu phố với những khu vườn, tầng mái phủ đầy cây xanh và nhiều khu vực tự nhiên nối với lối đi bộ. Các kiến trúc sư cho biết năng lượng sạch sẽ được sản xuất tại chỗ, đồng thời hệ thống thu thập và lưu trữ nước mưa được thiết kế để giảm lượng nước sử dụng. Đại dịch COVID-19 hoành hành khiến người dân Hàn Quốc có xu hướng hạn chế di chuyển, tránh tập trung đông người. Ý tưởng về các thành phố xanh, khu dân cư thông minh đang rất được quan tâm tại quốc gia này. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho những thuật ngữ như là work from home, làm việc tại nhà và vũ trụ ảo Metaverse, tức là phiên bản thực tế ảo của Internet, bắt đầu trở nên phổ biến trong năm 2021. Vậy trong năm 2022, những xu hướng công nghệ mới nào sẽ bùng nổ? Dưới đây là dự báo của hãng tin AFP về những công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta trong năm tới. 2020 và 2021 chứng kiến sự chuyển biến lớn chưa từng có tiền lệ trong lĩnh vực sức khỏe. Với sự phát triển nhanh của những bộ xét nghiệm cũng như sự đa dạng của các loại vaccine như dạng xịt hay dạng uống, cả hãng Google và Apple cùng nỗ lực tạo ra những mô hình toán học để thống kê tỷ lệ lây nhiễm và dự đoán các làn sóng dịch bệnh. Thay vì khám bệnh trực tiếp, các ứng dụng phục vụ việc khám bệnh từ xa như Babylon Health, Ada cũng phát triển. Chúng ta sẽ thấy nhiều thành công hơn trong năm 2022 về những công nghệ sức khỏe này. Giao hàng, vận chuyển không tiếp xúc cũng sẽ là một trong những xu hướng nổi bật của năm 2022. Ở Mỹ, sự ưa thích đối với các hoạt động mua sắm không tiếp xúc trong đại dịch đã tăng 20%. DoorDash, Grubhub hay Uber Eats cũng đã phát triển các robot giao hàng tự động không tiếp xúc và sẽ tiếp tục làm như vậy trong năm 2022. Ngoài ra, vào năm 2021, tốc độ phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa robot cũng sẽ là một giải pháp thay thế quan trọng để vận hành sản xuất. Xu hướng làm việc của năm 2022 vẫn là kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Do đó, các nền tảng phục vụ như Google Meet, Zoom Meetings, Microsoft Teams vốn đã có những bước phát triển đột phá cho năm 2021. Chắc chắn sẽ còn nhiều sự cập nhật, đổi mới và phát triển trong năm nay. Ngoài những cái tên quen thuộc vừa kể đến, những cái tên mới cũng sẽ xuất hiện với những ý tưởng thú vị.